đó thì mang mang 4.000, mà cuối cùng thì mang tiền Việt về lại là thất sắc. Nhiều người sẽ hỏi mang sao mới làm được cái căn cước công dân, tại vì khi mà bố mẹ mang ở nhà đó là vẫn giữ cái hộ khẩu của Mai không có cắt đi ha. Tại mày thấy cũng có rất là nhiều Việt kiều mà vẫn về đầu tư ở Việt Nam á. Các cô chú anh chị nào mà còn có quốc tịch Việt Nam á, còn có cái hộ chiếu Việt Nam á, thì mình có một cách này nữa, đó là mình mở một cái thẻ ngân hàng ở Việt Nam. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mai mới đi chợ về thì mới thấy, trời ơi, hai đứa này thấy bánh bông lan nè cô chú anh chị. Ready a spoon. Hai đứa nó khoái bánh bông lan dã man luôn á. Kìa kìa, con có cái gì mì của con kìa kìa. Về là thấy nó lén lén nó pha mì ăn rồi đó. Trời ơi, bên ngoài trời lạnh lắm cô chú anh chị ơi, lạnh dữ lắm luôn. Em mai hỏi bà nội thử ăn thử cái này coi. You want to try this one? Bánh bông lan. You like cookie, right? You told me you miss cookie. Yeah, bà nội nói là bà nội muốn ăn bánh cookie đó. Tại vì bữa hôm bà nội hỏi mà không có cookie, hôm nay mai mua bánh cookie. No, 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 no. You can take all of that. Đó, bà nội thèm bánh cookie rồi đó, nên mai mua bánh cookie cho bà nội. Bây giờ mai sẽ dọn cái đống đồ này. Trời ơi, nhìn một đống này thấy nản quá. Đây là cái bánh bánh bông lan cuộn, cô chú anh chị, nó cực kỳ ngon luôn ha. Bánh này là 19 đồng bao nhiêu, 40 mấy cent á. Mắc đó nhưng mà nó ngon, đáng đồng tiền ha. Cái này mua làm quà tặng cũng được nè. Cái bịch nó cũng đẹp nè, mà cái hộp nó cũng đẹp nữa. Bà nội thấy bánh cookie là bà nội ăn liền, thấy không? Cookie mà còn chocolate cookie nữa ha. Đó là cái món ngon của bà nội đó. Đó, nó có cái bánh bông lan là tụi nó trốn ha cô chú anh chị. Mai kêu nó ra đây. Han, come here. Thấy nó làm rồi chứ chị, hai đứa nó làm thấy ghê không? Còn đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa, đây nữa. Đó, lấy cái gì ở dưới đó kìa kìa. Thấy không, thấy không? Đó, cái này gọi là mừng như mẹ đi chợ về đó. Đúng đúng nghĩa luôn cô chú chị ha. Mẹ đi chợ về nó mừng vậy đó. Hồi xưa là mỗi lần mà mẹ đi chợ về là có bánh, có kẹo cho ăn ha. Lần này cũng vậy. You like it? You're welcome. Thank you. You're welcome. Đó, mừng như mẹ đi chợ về. Ghê thiệt, ghê thiệt. You want tofu? Yeah. I love tofu. Me too, girl. Okay. How do you know? Kimchi. Mm. Kimchi. That is kimchi. Kimchi. Oh my god. Oh my god. Yeah. Okay. Trời trời. Đây, mai em đây mua hai con lobster. Để đây. Tối nay luộc ăn coi. Hai con tôm hùm đó là còn sống nha cô chú anh chị. Cái đó 26 đồng hai con. Chôm chôm. Đây bà nội nhận xét là cái bánh cookie của châu Á mình á là nó không có ngọt bằng cái bánh của người Mỹ ha. Đúng là đồ ăn, nói chung là bánh của người Mỹ á, lúc nào nó cũng ngọt cô chú anh chị. Mai thì rất là sợ cái ngọt đó, tại nó hơi ngọt quá. Nhưng mà không biết, mai hỏi bà nội là vậy có quá là plan cho bà nội hay không. Bà nội nó ok không sao. Ôi, mai xách 4 cái bịch này vô là mai đủ thấy mệt. Cái này ông xã mai rất là thích nè. 10 đồng, 9 đồng 10 cent một hộp trứng cá. Này Ngân nó xin thêm một cái nữa là có chú anh chị. Nó ăn bánh bông lan kinh khủng luôn á. Nó thích bánh bông lan lắm luôn nha. Trời ơi, bà này vừa ăn mì vừa ăn bánh bông lan, ngộ ghê chưa cô chú anh chị. Ăn hết, gần hết cái bánh bông lan luôn rồi. Con thích bánh bông lan hả? Vậy là hai đứa này nó giống mẹ của nó ha cô chú anh chị. Mai cũng rất là thích ăn bánh bông lan luôn á. Nhưng mà mai mua 10 cái về mà tụi nó ăn hết 3 cái rồi đó. Không dám ăn luôn, để nhường cho tụi nó. Đây cô chú anh chị nhìn thấy xíu muội, nhìn thấy cái con tôm hùm xíu muội cầm lên. Xíu muội sợ nó không? Không sợ nó hả? Chắc không? Mày chắc không sợ nó không? It's dead. It's still alive. It's not dead. Oh, it's moving. Nè. Xíu muội nói là nó chết rồi, nó đâu có chết, nó còn sống mà. Oh, dead.
Thì hôm nay Mai vừa mới tắm rửa xong ha. Thì mọi người cũng biết là Mai vừa đi chợ về tắm rửa xong thì Mai có mua hai con tôm hùm. Để Mai quay cho mọi người xem. Đây, đây là hai con tôm hùm mà Mai mua ở chợ Xmart. Oh my god. Đây là tôm hùm sống nha cô chú anh chị. Mai cũng không biết là tôm hùm hôm nay có ngon hay không. Nhưng mà hai con này Mai mua là 26 đồng bao nhiêu sen á, Mai không biết nữa. Tính ra thì có 10 đồng 99 một bao thôi. Tôm hùm đợt này rất là rẻ luôn. Ở Việt Nam chắc mày nghĩ là tôm hùm này nó sẽ mắc hơn ở đây nhiều. Oh my god, thấy cái con này nó hơi bị mềm mềm cái đầu, chắc mày nghĩ nó không ngon. Con này chắc hơn nè. Đó. Bây giờ thì mày sẽ bỏ ra dĩa ha. Tại vì hôm nay thì ông xã Mai đi làm khách hàng xa lắm nên không có về nhà ăn cơm chung với cả nhà. Bà nội thì không ăn con này rồi đó. Bà nội là không bao giờ ăn mấy con mà có vỏ cứng như thế này. Còn hai đứa nhỏ nhà Mai thì nó ăn cơm no rồi mà nó cũng không thích ăn mấy con này luôn. Nên thành ra có một mình Mai ăn thôi. Thì xin mời các cô chú anh chị ăn tôm hùm chung với Mai nha. Ăn thử cái hai con tôm hùm này nó có chắc không hay là nó bở. Hôm nay thì Mai sẽ ăn tôm hùm chung với cái muối chấm Davisa này của chú anh chị. Muối này thì Mai mua ở chợ Việt Nam ở đây nè, họ cũng có bán đầy đủ ha. Cái muối hôm bữa chấm hải sản mà Mai làm cũng ngon lắm, nhưng mà bữa hôm á thì Mai về Việt Nam nên Mai cho bạn hết rồi. Đây, chú anh chị nhìn thấy cái chén muối Davisa này ngon không? Đây là muối ớt xanh nha, muối chấm hải sản. Thì hôm nay Mai có ly nước trà mà trà lài đó, Mai mua ở chợ Bến Thành hôm bữa đó cô chú anh chị. Giờ đây là ly trà đá. Thì Mai sẽ ăn tôm hùm này, nhân tiện thì Mai cũng sẽ chia sẻ về cái việc mà Mai đổi tiền ở Việt Nam đó cô chú anh chị. Mai không có đổi được tiền đô ở Việt Nam ha. Bóc ra coi. Con này Mai nhìn thấy có vẻ không có được chắc lắm nè, tại vì thấy cái rờ vô nó dễ bóc quá, thấy không? Nó nhẹ hèo à. Thì như mọi người cũng biết là Mai đem đợt này Mai đem về 4.000 đô cho chú chị, mà ông xã Mai thì lại là không có biết. Ông xã Mai thì là người Mỹ, họ đâu có hiểu đâu, nên khi mà đi ra ngoài ngân hàng lúc mà mình rút tiền á, ông xã Mai nói chứ mình đổi cho vợ tao 1.000 đô tiền lẻ đi để trả tiền bo tiền cho mấy người này nọ khi mà mình ra mình khiêng hành lý này nọ đó. Thì nhưng mà ông xã Mai không có biết rằng á, nếu mà mình đổi ra đô tiền lẻ đó thì về Việt Nam á là mình không có đổi được tiền Việt của chú nhà. Đây là cái con tôm hùm nè, thật ra thì cái vỏ nó to nhưng mà ở trong nó cũng nhỏ xíu ha, không có gì hết. Ăn hai con này nó cũng chả có là bao hết. Ăn cho không biết có bỏ dính răng không, nhưng mà Mai thì ăn vậy thì cũng đủ ngán lắm rồi. Đây, vẽ hai cái càng đó ra. Thì đó, khi mà đổi như vậy xong á, thì khi mà Mai về Việt Nam á, thì 1.000 đô tiền mặt đó là Mai hoàn toàn không có đổi được ra tiền Việt của chú anh chị. Bởi vì Việt Nam mình á, đô chỉ đổi là 50 đô, 100 đô thôi. Gạch béo quá. Chứ không có đổi, còn 20 đô này nọ không có đổi luôn. Và cái đợt này có một cái điều mà Mai khá bất ngờ nữa. Mà Mai cái kỷ niệm này cũng không có được vui cho lắm. Gọi là bất ngờ nhưng mà không có vui, tại vì khi mà mình đem cái tiền về đó thì đem ra ngoài đưa cho mẹ Mai, đem ra ngoài tiệm vàng đổi á, thì họ chê là tiền cũ, trong khi đó cái tờ tiền mình vẫn thấy còn mới tinh này của chú anh chị mà họ vẫn chê là tiền cũ. Khi là mà cái Mai cũng thắc mắc, Mai cũng không có tin nữa. Mai nói là sao kỳ vậy, tiền này bên đó lưu hành bình thường mà tiền này mới tinh gì mà tiền cũ gì tiền cũ. Nhưng mà đối với sau này cái Mai, mẹ Mai nói là mẹ Mai đã phải chạy nhiều nơi lắm mà họ vẫn không có chịu đổi ha. Và họ nói là nếu mà họ đổi đi họ trừ rất là nhiều tiền. Có Mai á thì Mai không có đổi được, Mai không có tin. Xong rồi cái khi đó Mai nói để con mang vô ngân hàng con đổi thử coi vào bữa hôm sau đó. Thì mang ngang vô ngân hàng Sacombank Mai đổi. Mà Sacombank họ cũng không có đổi luôn. Cái Mai mới hỏi là ủa tại sao? Mai nó thắc mắc kỳ quá. Tại sao tiền này ở bên kia em xài bình thường, bên đó họ lưu hành bình thường. Đây có hơi có một chút chúng tiếng ít đó. Xong mà chị đó chỉ nói là tại vì bên kia thì em lưu hành bình thường, nhưng mà ở bên này á, cái đô mình chỉ đổi bên này á là đô dùng cho, đa số là để dùng cho nhập khẩu thôi, nên là phải lấy cái đô thật là cứng. Hầu như là cái đô mà mới tinh ra nó vẫn phải còn cái độ cứng, còn cứng cứng luôn á, không có được mềm chút xíu nào luôn á. Và nói chung là mình rờ vô phải có cái độ cát của tờ tiền á, họ mới chịu đổi của chúng vậy ha. Còn cái tờ đô mà tiền cũ mà tiền 100 đô tiền trắng á, họ nói bên Việt Nam người ta gọi là tiền trắng, là cái tiền cũ á, thì họ không có đổi luôn. Họ nói là họ từ chối đổi cái tờ tiền đó.
Do đó thì trong 4.000 đô mang về thì Mai chỉ đổi được khoảng hơn 1.000 thôi. Chứ còn lại là 2.500 là Mai mang đi ngược lại đây. Và trong đó thì có 500 đô đó là họ trừ tiền là giao dịch cũ của cô chú anh chị. Mời cô chú anh chị ăn tôm hùm chung với Mai ha. Ừ. Họ trừ là nói là bị cũ, trừ mỗi tờ vậy là 30.000. Có nhiều cô chú anh chị còn chia sẻ với Mai là còn bị trừ nhiều hơn nữa, bị trừ cả 100.000, 200.000 một tờ của cô chú anh chị. Thành ra là đợt trước thì tại do là Mai về á, nhiều cô chú anh chị cũng có hỏi Mai là hả, mang được bao nhiêu tiền là tối đa qua hải quan. Thì Mai tìm hiểu thêm thông tin đó là mang cứ dưới 5.000 trở xuống thì ok ha. Do đó thì Mai mang 4.000. Mà cuối cùng thì mang tiền Việt về lại là thất sách. Những lần trước là Mai không có mang nhiều về như vậy đâu. Mai mang thường là Mai mang đôi ngàn thôi, 1-2 ngàn thôi. Xong rồi Mai sẽ gửi tiền dần dần về qua những cái ứng dụng chuyển tiền á. Ví dụ như cái ứng dụng Sendwave mà Mai chia sẻ với các cô chú anh chị á. Mỗi lần Mai gửi một ít về vậy á thì người nhà Mai ở Việt Nam nhận được, thì Mai lấy cái tiền đó, mà tiền mà họ giao Việt Nam á là sẽ là tiền mới. Mình đâu có biết đâu, mình nghĩ là tiền nào cũng đổi được hết. Là những lần đó mình nhận tiền mới mình quen rồi. Còn lần này á, là mình mang cái hai con. Hai. Con đi đi. Lần này là mình mang tiền tiền từ Mỹ về, nên thành ra là mình mới có một cái trải nghiệm mà hơi bị không vui cho lắm ha. Có ăn hay không con? Dạ không. Không hả? Đó thì thật ra thì gửi qua các ứng dụng mà chuyển tiền á cô chú anh chị, nó cũng không có đắt hơn là bao nhiêu đâu. Bây giờ là mỗi cái từ 1.5-2% thôi chứ không có nhiều. Rồi nếu mà mình chuyển thẳng vô tài khoản á, mình chuyển mà ở Việt Nam mà nhận bằng tiền mặt luôn á, mình có tài khoản á, thì họ tính theo cái tỷ lệ liên ngân hàng, thì cái tỷ giá liên ngân hàng, tỷ giá nó hơi thấp hơn một chút xíu. Nhưng mà họ không có trừ cái tiền chuyển tiền của mình. Ví dụ như Sendway á là không có trừ nha cô chú anh chị. Nếu mà mình có người nhà có tài khoản ở Việt Nam á, thì mình cứ chuyển từ Sendway vô trong cái tài khoản của người nhà, không phải tốn phí chuyển tiền. Ở Việt Nam thì nhận tiền mặt, tiền Việt Nam luôn ha, nhận qua tài khoản. Tôm cũng dai. Và có một cái mà muốn chia sẻ đó cô chú anh chị, có nghĩa là khi mà mình chuyển tiền qua cái app chuyển tiền như vậy thì mình sẽ giảm thiểu được cái rủi ro khi mình cầm tiền mình bị mất, hoặc là giảm thiểu cái rủi ro là mình bị gặp rắc rối với hải quan, mình cần một số tiền lớn quá thì mình bị hải quan họ hỏi tra hỏi này nọ, và nếu mà cầm số tiền lớn quá thì bị chặn lại luôn, bị giữ cái tiền đó lại luôn ha, không có cho mình thông quan luôn. Ngon quá, dây dài ngon. Ngân có ăn cơm không? Không gì. Ăn cơm với lại bò kho. Sao? Ok. Thôi mà đó là cái rủi ro thứ nhất thôi. Rồi bên cạnh đó thì mới thấy là có một cách nó khá là hay mà lần này mới mới thử, như những lần trước mới không có thử, đó là mình về Việt Nam mình vẫn có thể xài cái thẻ ngân hàng của mình ở bên Mỹ bình thường, thẻ debit hoặc thẻ credit đều sử dụng được bình thường nha cô chú anh chị. Mai đã từng sử dụng 2-3 lần rồi, và cái phí mà họ chạc đó là phí thanh toán quốc tế là khoảng 3%. Mai nghĩ là 3% cũng ok cô chú anh chị. Theo cái kinh nghiệm của Mai thì Mai nghĩ là mình nên mang một ít tiền mặt đi để cầm túi, ví dụ như có 1.000 gì đó thôi. Còn lại thì mình nên chuyển tiền dần dần qua các app chuyển tiền, và những cái nào mà mình có thể thanh toán được bằng thẻ thì mình thanh toán, thì mình chia nhỏ ra nhiều hình thức như vậy thì nó sẽ tiện hơn ha. Nếu mà trả bằng thẻ thì Mai thấy cũng tiện lắm, Mai đi ăn Mai trả bằng thẻ luôn, khỏi phải suy nghĩ, khỏi phải mang tiền, khỏi phải rủi ro phải mất tiền, cũng như rớt mất, khỏi phải rủi ro này nọ, khỏi phải đi tới đi lui phiền. Thật ra thì cái phí thanh toán 3% em thấy cũng không có nhiều nữa.
Nếu như mình ăn 100 đồng thì mình tốn 3 đồng tiền phí thanh toán cũng ok, không có nhiều lắm. Bây giờ thì mày thấy ở Việt Nam rất là tiện luôn ha. Có nghĩa là ở đâu họ cũng dùng thẻ được. Nên là mình đi những cái cửa hàng ở trong hoặc là ở những cái cửa hàng ở dọc theo đường, những cửa hàng lớn á, hoặc là mình đi ăn uống những nhà hàng lớn á, là họ đều có cho cà thẻ. Nên mình cứ việc mạnh dạn cà thẻ thôi chú chị ha, không có gì hết. Bên cạnh đó thì mẹ cũng chia sẻ như thế này luôn, nghĩa là các cô chú anh chị nào mà còn có quốc tịch Việt Nam á, còn có cái hộ chiếu Việt Nam á, thì mình có một cách này nữa, đó là mình mở một cái thẻ ngân hàng ở Việt Nam. Đợt này mai về đó, mai có mở một cái thẻ ngân hàng ở Việt Nam ha. Mở bằng cái hộ chiếu của mình á, tại mai biết là có nhiều cô chú anh chị cũng chưa có căn cước công dân. Đợt này thì mai về mai mới làm cái căn cước công dân luôn. Thì các cô chú anh chị cứ việc mang cái hộ chiếu Việt Nam của mình ra bất cứ ngân hàng nào mà mình muốn mở thẻ ha. Họ sẽ hướng dẫn cho mình cái thủ tục mở tài khoản bằng hộ chiếu. Thì cái tài khoản mà Mai nói ở đây chính là cái tài khoản thanh toán quốc tế, chứ không phải là tài khoản credit card tín dụng hay gì hết. Tuy nhiên thì với cái tài khoản thanh toán quốc tế này á, thì các cô chú anh chị có thể trả thanh toán quốc tế bình thường và trả tiền tất cả các dịch vụ bình thường. Mình có thể chuyển khoản, mình thanh toán các giao dịch ở Việt Nam ha, mình chuyển khoản cho những người khác ở Việt Nam. Tại vì mày thấy hầu như bây giờ ở Việt Nam ai cũng có tài khoản của chúng chị, thậm chị đi uống ở trà sữa đi càng nữa cũng hỏi chủ quán, nhiều khi quán lề đường hỏi chuyển khoản được không, chủ quán có số tài khoản là đưa chuyển luôn á. Thậm chí là shipper cũng chuyển khoản, cái gì cũng chuyển khoản hết. Một chuyển khoản ở trên cái app điện thoại á, không có tốn phí thôi chứ gì. Nên thành ra cái hình thức chuyển khoản này nó rất là dễ. Hoặc là mình muốn, ví dụ như mình ở bên Mỹ đi, mình mở cái tài khoản này để sẵn đi, nếu mà sau này mình có cần, ví dụ mình trả tiền cho ai, hoặc là mình cần mua một cái đồ gì đó ở Việt Nam á, mình có thể chuyển khoản trực tiếp và nhờ họ giao đến tận nhà cho người nhà nhận. Thì người nhà không cần phải trả tiền, mình đã thanh toán hết rồi, nói chung là tiện. Tại vì con gái của Mai thì còn có lớp học tiếng Việt ở Việt Nam nè, thì bây giờ Mai mở cái số tài khoản đó thì Mai có thể tự chuyển tiền từ cái tài khoản ngân hàng của Mai vào cái tài khoản của trường học để thanh toán tiền học của con gái Mai luôn. Mà có một cái tiện như vậy nữa của chính chị, có nghĩa là khi mà tài khoản Việt Nam hết tiền rồi á, mình có thể dùng cái ứng dụng chuyển tiền á, mình chuyển từ cái tài khoản ở bên Mỹ qua cái ứng dụng đó về cái tài khoản ở Việt Nam, sau đó mình chuyển từ tài khoản Việt Nam để mình thanh toán ha. Nó rất là dễ luôn, Mai thấy là bây giờ nó rất dễ cực kỳ luôn. Mà hồi xưa đó, Mai nhớ là mỗi lần mà mình chuyển tiền á là phải nhập cái mã OTP để xác minh cái giao dịch đó, nghĩa là cái mã OTP đó sẽ được gửi qua cái số điện thoại ở Việt Nam qua tin nhắn. Bây giờ thì không cần phải gửi qua tin nhắn, không cần phải có mã OTP đến để cho chú anh chị, mà mình có thể chuyển trực tiếp ở trên internet banking. Như đó là mình không hề bị lệ thuộc vào ai hết. Mình ở bên Mỹ mà mình vẫn có thể chuyển tiền thanh toán các tài khoản Việt Nam một cách bình thường, không có lệ thuộc vào bất cứ một người nào hết. Nhiều khi mình có người nhà thì mình có, nhưng nhiều khi người ta đang bận này bận cái kia, người ta đang ngủ hay đang làm gì đó mà mình không muốn làm phiền tới họ, thì mình có thể tự mình chuyển tiền, tự mình thanh toán rất là dễ dàng ha. Đó. Thì các cô chú anh chị nhớ là khi mà mình đi ra, mình đem cái passport, cái hộ chiếu của mình ra, mình mở thẻ ngân hàng đó, xong rồi thì mình thích ngân hàng nào thì mình mở ngân hàng đó, và mình nhờ người ta, mình hỏi người ta là bên đây thì có internet banking đó, là cái app nào. Mỗi ngân hàng họ sẽ có một cái app khác nhau ha. Được rồi thì mới mở cái ngân hàng Sacombank, thì mình download cái app internet banking về. Và nhớ là khi mà mình ra mình lấy thẻ của chú anh chị, và mình nhớ check lại cái sử dụng, hay mình có thể mình chuyển thử tiền cho một tài khoản nào đó cho ai đó, thử cái internet banking của mình nó có hoạt động hay không, đúng không? Để mình khỏi phải phiền. Tại vì nếu mà internet banking của mình á, nó không hoạt động, mình qua Mỹ á, đâu có ai giúp mình kích hoạt được.
mà trong khi đó mình đang ngồi ngân hàng thì mình kích hoạt tại đó luôn thì nó rất là tiện ha. Cái cách cái gì mà nó văng hay sao trời đó. Và cái thứ hai nữa Mai muốn chia sẻ đó là mọi người cũng hỏi Mai đó là cái căn cước công dân đó cô chú anh chị, hỏi là sao mà Mai có thể làm được căn cước công dân. Thực ra như thế này nè, căn cước công dân là cho những người Việt Nam. Mai thì Mai có quốc tịch Việt Nam, Mai đâu có từ bỏ quốc tịch Việt Nam, tại vì Mỹ họ vẫn cho hai quốc tịch mà Việt Nam mình thì vẫn cho hai quốc tịch, thì tại sao mình phải từ bỏ quốc tịch Việt Nam. Mai thì không có thiên về cái chính trị hay là cái tôn giáo gì cho lắm, nên thành ra là cái gì thuận tiện cho mình thì mình giữ thôi. Có quốc tịch Việt Nam thì nó cũng rất là thuận tiện của chính trị. Ví dụ như nếu mà mình có nhu cầu mình đầu tư, mình mua tài sản, mình mua nhà ở Việt Nam, mình vẫn có thể đứng tên được, không cần phải nhờ một ai hết, để tránh những cái rắc rối phiền phức về pháp lý sau này ha. Tại Mai thấy cũng có rất là nhiều Việt kiều mà vẫn về đầu tư ở Việt Nam á, giống như ông Nguyễn Đức An hay những người này nọ đó, thì mình thấy là họ vẫn về họ đầu tư và nhiều khi họ còn sinh sống ở Việt Nam luôn. Thì mình đâu biết được trong tương lai của mình là mình có về Việt Nam hay không đâu. Và nếu mà mình có muốn mua một căn nhà ở Việt Nam đi thì mình cũng có thể tự đứng tên được. Mình muốn làm ăn buôn bán gì ở Việt Nam thì mình vẫn là người Việt Nam, mình vẫn hoàn toàn có đủ pháp lý để mình làm thôi, mình không phải nhờ bên thứ ba nào nữa. Do đó thì Mai vẫn quyết định là giữ quốc tịch Việt Nam cho chú anh chị, để phòng trường hợp trong tương lai mình có những cái công to chuyện lớn gì đó. Mình có những cái hoạt động, ví dụ mình mua nhà, biết đâu nếu mà Mai về Việt Nam nhiều lần quá, bây giờ Mai lại nghĩ muốn mua một căn nhà Việt Nam. Ví dụ như những ngày ở Việt Nam thì mình về thì mình ở, còn mình không về về thì mình cho thuê mua căn hộ vậy đó. Bây giờ mấy cái căn chung cư ở Việt Nam họ cũng phát triển lắm, họ cũng có nhiều tiện ích á, thì mình có thể cho thuê giống như Airbnb ở bên Mỹ vậy đó, mình cho thuê theo ngày cho những người Việt kiều về ở, hoặc là mình có thể cho thuê theo tháng cũng được, tùy những người mà ở lâu dài, những người chuyên gia này nọ đó, những người nước ngoài ha. Thì Mai thấy vậy đó, nên thành ra là Mai vẫn giữ tại Việt Nam. Và đợt này về thì bố Mai, mẹ Mai có bắt Mai phải làm cái căn cước công dân á, thì cũng hay, tại vì nhiều người sẽ hỏi Mai sao Mai làm được cái căn cước công dân, tại vì khi mà bố mẹ Mai ở nhà đó là vẫn giữ cái hộ khẩu của Mai không có cắt đi ha. Công an nhiều lần cũng hỏi nhưng mà bố mẹ Mai không có cắt đi. Và khi mà họ chuẩn bị họ chuyển qua làm cái căn cước công dân á, thì họ cho cái số định danh á, thì bố mẹ Mai á cũng có lấy cái số định danh đó cho Mai. Tại vì bây giờ cô chú anh chị cũng phải biết như thế này là Việt Nam mình á, họ đã theo cái chính sách là bỏ hộ khẩu, bỏ cái sổ hộ khẩu đi á, bây giờ giống y như bên Mỹ vậy đó. Cái số định danh nó giống như là cái số social number của mình vậy đó, số social security number đó. Còn cái căn cước công dân giống y như cái ID hoặc là cái driver license của mình bây giờ ha, nó tích hợp vô hết luôn. Việt Nam mình bây giờ nó quản lý theo cái hình thức đó thì nó sẽ bớt bị chồng chéo, bớt bị rườm rà hơn. Thì do đó là họ đã làm một loạt cái căn cước công dân mới. Thì đợt này Mai về thì Mai cũng làm cái căn cước công dân đó luôn. Và Mai đăng ký là để giao tận nhà, bố mẹ Mai sẽ là người thay mặt Mai nhận cái đó. Có giấy tờ, có chứng minh nhân dân là được, Mai có chứng minh nhân dân cũ đó. Đó thì thật ra thì Mai biết ở đâu Mai chia sẻ cái đó thôi, Mai cũng không có thể hiện gì hay cũng không có này nọ gì. Thật sự thì cuộc sống mà cô chú anh chị, cái mình biết điều này mình chia sẻ thì có nhiều người khác họ lại biết cái điều khác họ chia sẻ với mình, đó cũng là cái hay ha. Thì có nhiều anh cô chú anh chị mà ở nước ngoài lâu rồi đó, không chưa về Việt Nam á, thì cũng thắc mắc là không biết làm sao để làm thẻ ngân hàng, hoặc là không biết làm sao để chuyển tiền về Việt Nam hay là để xài tiền ở Việt Nam cho nó thuận tiện. Tại vì có nhiều cô chú anh chị đi lâu thì cũng không biết là cái xã hội Việt Nam bây giờ họ rất là phát triển, chuyển khoản rất là, thậm chí là một anh giao hàng cũng chuyển khoản nữa, rất là dễ dàng ha. Đó. Và mình có thể, họ cũng chẳng biết được là mình có thể mở được cái tài khoản ngân hàng bằng cái hộ chiếu của mình, chỉ bằng hộ chiếu thôi. Mà bây giờ thì Mai đã mở được bằng hộ chiếu đó cô chú anh chị ha. Và quên định trả lời câu hỏi gì không quên mất tiêu rồi, dạo này đầu óc cũng bã đậu lắm. À,
có nhiều người cũng bạn hỏi Mai là có phải trả phí gì để mở thẻ ngân hàng không? Không trả phí gì hết á. Mai mở cái tài khoản thanh toán quốc tế mà không trả phí gì hết á. Còn cái phí thường niên á, mọi người có hỏi Mai là có phải trả phí thường niên hay không, thì Mai cũng có lên mạng Mai coi á, thì thường cái phí thường niên của cái thẻ thanh toán quốc tế hình như là có 100 mấy chục ngàn, 144 ngàn hay nhiều đó, của ngân hàng Sacombank. Còn ngân hàng khác thì Mai không biết ha. Thì Mai thấy 100 mấy chục ngàn, 200 ngàn hay gì đó, thì 144 ngàn thì nó cũng chỉ có mấy đô thôi chứ nó không có nhiều. Một năm mà trả mấy đô thì Mai nghĩ cũng ok. Ừ, mà nó tiện hơn rất là nhiều. Ví dụ như mình muốn mua gì ở Việt Nam đi, mình bây giờ cô chú anh chị biết không, những người bán ở Việt Nam á, họ rất là hiện đại rồi. Tất cả những người đều có tài khoản Zalo hết á. Mình có thể trao đổi Zalo với họ, mình hỏi hàng, mình trao đổi, mình thanh toán xong rồi mình có thể chuyển khoản với họ để họ giao hàng về nhà cho mình. Thì đó, thì cái phí thường niên của ngân hàng mà mình thấy 140 mấy ngàn thì nó quá là rẻ. Mình có thể mình chuyển tiền thanh toán cho người này người kia, cho người thân, cho bạn bè, những cái sinh nhật của con cháu mình chuyển tặng cho nó mấy trăm ngàn ví dụ vậy cho nó vui. Rồi ví dụ như mình có thể mua đồ, những cái gì mà mình thích á, mình mua xong rồi mình như vậy nè, bây giờ mình mua xong rồi cái mình ship qua những cái công ty, mình trả tiền cho nó thì mình nhờ ship qua các công ty mà vận chuyển cũng được. Công ty vận chuyển thì mình họ sẽ nhận hàng của mình, họ ship trực tiếp qua Mỹ cho mình cũng được ha. Thì mình cứ liên hệ Zalo với họ và họ sẽ thanh toán qua cái chuyển khoản này đó, thì dễ dàng lắm. Bây giờ thì tất cả mọi việc ở Việt Nam đều rất là dễ dàng, xã hội Việt Nam bây giờ phát triển lắm cô chú chị ha. Không phải như hồi xưa nữa đâu. Nên các cô chú anh chị nào mà nếu mà về có điều kiện thì nên mở một cái tài khoản ngân hàng cũng được. Nếu mà các cô chú anh chị nào mà mình vẫn còn cái quốc tịch Việt Nam á, thì mình nên làm cái căn cước công dân ha. Biết đâu trong tương lai mình về Việt Nam làm ăn, mình về Việt Nam sống, mình về Việt Nam mình đầu tư, mình làm cái gì đó. Thì mới nghĩ là nếu mà người ta không có bắt mình phải từ bỏ quốc tịch của mình thì tại sao mình phải từ bỏ. Mình có hai quốc tịch thì nó vẫn hơn là một, đúng không? Mình sẽ có nhiều sự lựa chọn, mình có nhiều option. Và cái tiền cũng vậy nữa. Tại sao mình cứ phải cầm hết tiền mặt về, trong khi đó mình có thể có nhiều lựa chọn. Ví dụ như là mình cầm một ít tiền mặt, mình chuyển một ít qua chuyển tiền, và mình một phần còn lại thì mình sẽ trả bằng thẻ. Có rất là nhiều cái lựa chọn để mình sử dụng ha. Mai nghĩ là thường thì Mai cũng sẽ không có đem hết. Ví dụ như Mai cũng không có đem hết tiền mặt về một lần. Tại vì tự nhiên cái cầm một số tiền lớn nó cũng rất là rủi ro. Và thật ra thì hải quan cũng không có cho mình mang một số tiền lớn về ra khỏi nước Mỹ như vậy ha. Thì Mai sẽ sử dụng cả ba hình thức. Đem một ít tiền mặt, một ít thì Mai chuyển qua cái ứng dụng chuyển tiền, và còn ít còn lại thì Mai sẽ thanh toán trực tiếp bằng thẻ. Cái đó là cái cách của Mai. Đó, thì Mai chia sẻ sơ sơ ngày hôm nay đến vậy thôi. Hôm nay về nãy giờ thì Mai cũng ăn hết cái dĩa hai con tôm hùm này rồi. Bây giờ thì chỉ toàn là hài cốt thôi chứ không còn thịt nữa cô chú anh chị ha. Coi cả ăn cũng dữ ha, mà ngán quá. Tại vì Mai bị high cholesterol, mỗi lần mà ăn nhiều cái đồ hải sản, ăn nhiều cái đồ này Mai rất là bị nhức đầu. Đó, thì Mai cảm ơn các cô chú anh chị đã lắng nghe Mai trong tâm sự chia sẻ ngày hôm nay và cùng với Mai ăn hai con tôm hùm này. Mai xin chào tạm biệt cả nhà và xin hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau.